đối với một người như em nên nhìn xa hơn là cái sự cứng đầu ngu dốt đó đi. Anh không được nói học trò em như vậy. Ngôn ngữ của anh khi mà thể hiện ra ngoài rất khiến dễ cho người ta bị sốc. 10 phút đầu tiên chị sẽ không nói, mọi người tự làm. Huấn luyện viên có vẻ ngứa mỏ lắm rồi ạ. Hằng nói nữa thì Hằng tự hiểu. Hai bé này, việc đầu tiên ở đây là không có mặt của huấn luyện viên không đi thì đối với anh, họ phải chịu trách nhiệm. Còn đối với Thanh Hằng thì cũng rất là muốn nhìn về đại cuộc. Cuộc là sự hấp dẫn của chương trình đó anh làm trong chương trình anh phải hiểu cho anh, đừng có nhắc lại một lần nữa. Em tưởng người ngoài không hiểu, tại sao bản chính bản thân anh làm Next Step rồi đâu, Face anh cũng không hiểu. Thanh Hằng đã hết quyền lựa chọn. Cho em hỏi chị Thanh Hằng, em đã hy vọng rất là nhiều về cái sự lựa chọn từ chị. Lỗi do định mệnh đó em. Chị cảm thấy rất là không hài lòng về em, vì em đã có hai sự lựa chọn bên đây mà em không tập trung vào hai sự lựa chọn đó. Em rất là cứng đầu, vì vậy mà những cái lời mật ngọt đó không thể và nó rất khó. Em nãy giờ em thấy chị có nói lời mật ngọt không? Đối với một người như em nên nhìn xa hơn là cái sự cứng đầu ngu dốt đó đi. Hãy suy nghĩ kỹ, tìm về phía những gì mình đang thiếu. Nhưng anh không được nói học trò em như vậy. Tại sao anh không được nói học trò em như vậy? Rất là quá rồi. Biết rằng thương cho roi cho vọt, lòng tốt của anh ai cũng biết. Nhưng mà ngôn ngữ của anh khi mà thể hiện ra ngoài rất khiến dễ cho người ta bị sốc. Vì quá và đây chính là một trong những cái cách không, mình em huấn luyện nó phải mềm mỏng đi. Em nhầm. Em mềm mỏng cuối cùng em sẽ được gì? Bạn chưa đúng. Nhưng mà vị trí một người thầy á, mình sẽ có cách ngôn ngữ khác. Em sẽ chọn những lời lẽ mỏng, nhẹ nhàng. Nhưng anh thì không. Xin mời team của huấn luyện viên Thanh Hằng ạ. 10 phút đầu tiên chị sẽ không nói, mọi người tự làm. Hằng nói nữa thì Hằng tự hiểu. Chúng ta bắt đầu bộ phim Khi Mẹ Vắng Nhà. Huấn luyện viên có vẻ ngứa mỏ lắm rồi ạ. Cảm giác thực sự bị ức chế khi mà thấy những thí sinh của mình làm chưa thực sự đúng ý. Thế là nóng vội quá. Thứ nhất là mấy đứa chậm, chưa vô nhịp. Cái thứ hai, Thanh Hằng phạm quy lần 1. Chúng tôi sẽ trừ của huấn luyện viên Thanh Hằng 10 phút. Ok. Đó chính là những đứa con bơ vơ lạc mẹ của huấn luyện viên Võ Hoàng Yến. Rắn không đầu làm sao tụi nó làm. Không sao đâu, thế kia em phụ cho. Em sẽ phụ Yến. Nếu mà làm như vậy thì khó cho hai tụi nó. Cho em nghĩ là em sẽ chịu trách nhiệm về team đó. Thế là bây giờ là đại cuộc à? Ủa em nghĩ anh là người trong cuộc, anh đã làm về Next Step, anh làm The Face, anh phải hiểu là như thế nào đại cuộc. Người ngoài người ta có thể không hiểu, nhưng mà tại sao bản thân anh lại không hiểu? Cái một cái dấu chấm hỏi nó quá lớn. Nãy giờ hai đứa tính gì chưa? Dạ rồi. Tính sao? Chị Trang ơi. Hằng ơi. Sao ạ? Ngay từ đầu là mình đã nói là hai bạn này sẽ phải tự bơi. Với một người mà ngồi ở cái vị trí giống như Trung ấy, thì Trung cần phải có xác nhận của nhà sản xuất là có đồng ý để cho hai vị huấn luyện viên này giúp đỡ hay không. Minh Hằng cũng rất muốn, còn đối với Thanh Hằng thì cũng rất là muốn nhìn về đại cuộc. Cuộc là sự hấp dẫn của chương trình đó anh làm trong chương trình anh phải hiểu cho anh, đừng có nhắc lại một lần nữa. Em tưởng người ngoài không hiểu, tại sao chính bản thân anh làm Next Step rồi đâu, Face anh cũng không hiểu. Em khác quá mệt. Mình muốn chương trình là nó không có cái sự nó trên lệch, nó bị quá hoặc là bị bơ vơ, mình cảm thấy tụi nó cố gắng quá nhiều. Hai bé này, việc đầu tiên ở đây là không có mặt của huấn luyện viên không đi thì đối với anh, họ phải chịu trách nhiệm. Và đối với anh như thế là mới là đại cuộc. Anh không cần biết, hai người cùng làm cũng được, nhưng vấn đề là nhà sản xuất phải xác nhận chuyện này. Thì nếu mà hai người cùng làm ok, tại vì nếu không thì nào là một trong hai người, ba người cùng đưa ra góp ý. Tôi đồng ý để cho cả ba người cùng tham gia để làm sao chọn ok ai là người tốt hơn. Và bây giờ chúng ta đã có sự xác nhận của giám đốc sản xuất bà Lê Quỳnh Trang đồng ý cho hai vị huấn luyện viên giúp đỡ hai thí sinh bơ vơ. Anh luôn. Đúng rồi. Cũng có thể và cũng có thể không, bởi vì anh không bao giờ nhìn đại cuộc cả.